Chào mọi người nha. Hôm nay thì Niềm sẽ giới thiệu với các bạn cái chiếc xe hiệu Tata. Con này là của hãng TNT, nhập khẩu và lắp ráp nha. Xe hiệu Tata. Rồi chúng ta quan sát tổng quan bên ngoài của nó nha. Thằng này có hai phiên bản nha, phiên bản máy xăng và phiên bản máy dầu. Con này là phiên bản máy dầu. Cái thùng lửng, thùng này kích thước chiều dài tổng thể của nó là lọt lòng thùng khoảng 2m6, chiều ngang khoảng 1m460, chiều cao của nó là cái bửng là khoảng 3 tấc nha các bạn. Rồi cái cản của nó này khoái cái cản sau nè, cản sau nó nhìn nó cứng cáp lắm nha, nhìn nó sắt tròn ha, nhìn nó cứng cáp lắm. Đây nó có cái lớp dự phòng. Đặc biệt cái xe này là cái xăng đây, chịu cái đổ xăng của nó là cái bình xăng nằm ở phía sau nha các bạn. Đây bình xăng nằm ở phía sau ha. Xe này là chạy dầu nghe không quên nữa. Phiên bản này là chạy dầu. Rồi mời các bạn vào bên trong chúng ta khám phá coi nội thất của nó có gì nha. Đây ngồi vô cái xe này nó ngộ ngộ lạ lạ lắm nghe các bạn. Cảm giác xe này nó quái quái ha. Hộp số thì 5 cấp, 5 số tiến, 1 số lùi. Kính chỉnh điện, cabin 2 người ngồi cũng ok, cái ghế ngồi có vẻ cũng rất là cao ráo, thoải mái ha. Rồi cái này là đặc biệt là kính chỉnh điện nè, đây nè, nó chỉnh ở đây nè, kính chỉnh điện. Rồi đèn báo ưu tiên là nó cũng nằm ở dưới này luôn ha. Cánh tay là nó nằm ở đây luôn. Đây thì có cái chỗ để chai nước đây, để hai chai nước đây. Đây cái tóc lô, đây quay cận như cái tóc lô nè, tóc lô nhìn nó cũng bắt mắt lắm. Này có cái màu giả gỗ nè, ốp vô nhìn cũng rất là sáng. Đặc biệt đây nó có cái đồng hồ nó nằm ở đây nè. Đồng hồ nó nằm ở đây đó, radio rồi máy điều hòa có đầy đủ hết trơn, thấy không? Đầy đủ những cái chức năng, những cái mà tiện nghi cho một cái chiếc xe tải. Rồi ok, đặc biệt này là cái nút chỉnh kính đây nè, đó hai bên tài với bên phụ là chỉnh lên, chỉnh xuống, qua trái qua phải, đó nó có hai cái nút ở đây nắm gạt kéo, đây nó có đèn ở đây luôn. Rồi con này là tải trọng của nó là 990 kg nha, tải trọng chở hàng, chìa khóa, đây nổ máy cho các bạn nghe thử cái nha. Đó. Mình rút chìa khóa mở lên cái là nó báo ha, nó báo là đó. Rồi đạp ga thử nghe tiếng máy này. Đó. Động cơ nghe cũng mạnh mẽ quá. Đó. Rồi bây giờ chia sẻ ngắn gọn với các bạn thôi nha, lại phía trước chúng ta quan sát lại lần nữa. Rồi Niềm xin được nhắc lại là cái này là cái xe Tata nha. Cái xe là Tata của cái công ty ô tô là TNT, nhập khẩu về và lắp ráp đó. Cái xe thì nhìn tổng quan bên ngoài thì nhìn cũng thời trang ha, nhìn cũng đẹp gọn. Cái xe này là chuẩn bị là đi xuống Kiên Giang ha. Niềm chuẩn bị là mang xuống dưới Kiên Giang là đi đăng kiểm ở dưới luôn rồi giao cho khách nha, cho nên là chia sẻ gấp với các bạn ha. Rồi bạn nào thích cái xe này thì gọi cho Niềm, số điện thoại là 0938 845 720 ha. Thích cái xe này thì gọi cho Niềm nha. Thôi chia sẻ ngắn gọn tới đây thôi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.